Ê, mấy anh em mình hôm nay đang đi đi săn mà điều nó bị móm một xíu rồi. Bây giờ đi rửa cá thôi chứ không còn gì để mà nhậu hết. Em méo rồi, cái gì không móm được. Mấy anh em đi trước đi, anh đi săn quay cho. Thằng này đỡ mới ở Wata về nha. Má xui lầy luôn á. Mày ở cho bằng. Này ở Campuchia mới về nè. Ở khu này là nước không nha các bạn. Cái này bước xuống đây, cái này cây lên tới đây cạn mà. Ừ, giờ cá nằm ở nào, cá nằm chỗ nào? Cá nằm dưới đây đúng không? Ở đây nè. Nói đúng cái địa chỉ luôn. Cái cục con nè. Rồi, cá đây. Đây nè. Đây mấy bạn vô ở đâu? Cá đâu? Cái cuối. Để anh lên cái gụ mối anh. Đúng cái dây nè, chỗ dây cột nè. Cuối dưới này nè, cái đuôi dưới này nè. Cá đâu tụi em? Cá đâu tụi em? Máy tay từ tay phiền nó bay. Cá đâu vậy? Cái lỗ dưới này nè. Không, cái chỗ này em biết mà. Chỗ này. Không, để không? Tôi biết thôi. Cụ tí mày đi xuống nói làm gì vậy? Mày té lộn cổ bây giờ. Hình như là cái lỗ đó kia kìa, cái lỗ đó nằm bên kia kìa. Dằn lưới đây không? Dằn lưới vòng vòng không? Cái lỗ nằm bên đó đó. Đâu? Cái lỗ nằm bên đó đó. Bên đó là bên đâu? Chỉ rồi. Đó, lỗ vô trời luôn đó. Sao vậy? Đó, nó dằn cái lưới vòng 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 ngang quá thấy hả? Dằn lưới ngang qua đó mà. Quan trọng là cái điểm mà tập kết á. Hình như là đây nó nuôi nè. Đấy là nước nó lên xong rồi nó bỏ chài xong rồi xuống là nó bắt xuống đây nè. Thôi ngồi ơi, ông thấy cây này kéo lên không? Đấy là nó văng đi vòng vòng cái lưới luôn thấy không? Nhưng mà quan trọng là cái điểm tập kết của nó là chỗ nào á. Đúng rồi, anh bơi ra lấy chứ. Đó, nó văng qua đó luôn mà. Điểm về cái cuối á. Rồi máu đèn quen không thấy gì mấy. Ồ, đó nó chỉ là cái chỗ cái đèn anh đang rồi nè. Đó, 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 đó. Em bơi cũng được cái quan trọng. Cái đường xuống nào, đừng có gai gốc thì thôi. Không, đi qua cái đi qua chỗ cái chòi người ta luôn đi rồi. Đi chòi thế này cái đường qua mà. Đi qua bây giờ mình đi qua cái chòi luôn đi. Đường qua chòi luôn hả? Ừ. Qua cái chòi. Qua. Đó, đó, đó. Má mình được đâu. Mà ụt xuống luôn á. Cái này mà công an ví sắt chạy cái ọt xuống đi đâu đâu cần. Này mà đang đá gà đâu cái này mà đang đá gà nha, tôi nói với các bạn nha. Đang đá gà mà công an nó dí một phát thì nó nhảy một phát từ đây xuống cái đuối kia luôn rồi. Chứ không phải là nó đi từ từ vậy đâu. Đi chứ anh nhảy xuống cây ọt bụng chết luôn. Cái này là nó dí đá gà tài xỉu rồi nó bay xuống dưới kia luôn kìa, mà nó bay xuống nó còn lặn dưới nó nữa. Lắc qua đây xíu nè, lắc qua đây hết bắt mèo nè. Đội đã luôn, chặt mắt mèo lắc qua. Anh hướng đứng chỗ nhặt kìa. Lắc đưa qua bên luôn. Chặt đi, chặt đưa đây lôi lên giục qua bên. Má cái dao này cũng bén dữ. Tôi tha đủ tôi gọi đây từ đầu cũng anh chịu tôi. Cái chân kia. Bây giờ kia cái điểm cuối là hết em nghe rồi. Đi em ơi. Đi em tập cột lại đó. Không gì nữa anh. Cái lực cũng mày. Trời. Đưa nè, chặt cái vỏ mèo ra nè. Dọn đây, xong ăn xuống. Nói nhiều. Nó cắn miếng mắt luôn. Cắn ông cắn miếng mắt luôn. Ý. Rồi mới cắn em xong bay ra. Ồ. Rồi coi cái quần mà. Cái lục luôn lắm mà. Mẹ nó bơi qua được mà. Lục mấy lục qua đâu rồi. Đủ má bị ông xích cái mắt đó nè. Trời đất ơi. Anh mang cái giày nó vô chứ. Má còn tiền nữa bay. Tiền nằm túi rồi nó lỡ ra. Túi nhà bà tiền giấy. Má cầu xanh đi mua đồ không mà luôn á. Ê câu chuyện đúng không? Bố anh em đường tăng nè, bố anh em đường tăng. Bố anh em đường tăng đi tính kinh nè. Nếu có gì cầm gì luôn. Đúng, đúng, đúng tới không chuyện luôn. Tôi thấy con dao tôi bay tôi mệt thiệt. Cái độ đèn cái độ má thấy sáng bay vô chích. Câu đây. Mấy con ăn xa nữa em. Tôi lấy bịch tôi bay ơi, đụt má này mười mấy ký đó. Áo ba gan mà giữ hoài. Áo ba gan đâu giờ coi, áo ba gan coi. Áo cục ba lỗ chứ không phải ba gan. Nói mà đụt má ông hụp hụp ông đứng ngay đó không cần phải dưa một cái.
Bà thằng Tý thông minh quá Tý ơi, Tý nó biết phát y đúng bài luôn, y bài luôn, không trật nữa. Ê, quăng đôi dép lên chưa? Mất đôi dép nữa. Thằng Tý mày xuống đi Tý, mày mập quá nó gãy cây Tý. Cắt cái túi lưới luôn, đừng trả luôn. Thì nó đi qua đó sao tới đường rồi, tao phải đi đường khác tao rồi chứ. Anh phải đi từ từ đầu trên lùa xuống luôn kìa. Đây cái clip. Ê, cái clip cười yếu luôn. Ê, cái dao có nào chụp được không nè? Ai mà chụp được cái dao đó? Anh đứng ngay đó được rồi. Từ tiểu ơi, mày rọi cho con cứ thấy nó lấy cái đầu chứ đã. Đây bên kia kiếm mấy con được rồi. Hôm giờ tới cuối đi, giờ tới cuối là có đó. Cái đú cái quần què, đú ngắn cục vậy. Xong kêu ông nào. Chào ông kêu nào, ông kêu nào, ông nào mò được con cá ký rồi. Luôn. Đứng này tao qua này tao rọi nha. Đây là kết quả này anh em ơi. Toàn là cá lao kiếm với mình gọi cá máy bay. Mấy cá chốt. Kết quả là cái thằng áo trắng này đứng bờ rọi đèn người bị ông chích nè, ông nó thấy đèn nó tới để phát sập con mắt nè. Rồi hai mà cá thủ. Cá đâu? Cá nè. Thôi đừng đụng vào dưới tay anh nữa. Mới đập nó mẹt cái đầu anh đòi gì nữa. Đâu ở đâu đúng nó đâu đụng đi tháo đi. Kiếm to vậy. Thôi, 50 lâu kiếm. Mà kiếm cái màu cũng kỳ ha. Chưa giờ thấy một kiếm to vậy luôn trời. Sông nó sạch lắm. Ê, lâu kiếm nước sông. Nước sông mà không phải sạch thế nào. Trời ơi. Con này đụng đi. Thôi bỏ đi anh, còn mấy cái đúng cái này nữa nè. Con này đụng đụng xa xa đi. Đó, con đụng xa xa đụng. Đây là vậy ông chích nè, nó đi một cái. Anh nói là màu trời chiều một cách. Mày cứ thịt nước hoa không mà. Chiều thì bị một cặp chích. Em đuôi mặt. Tối thì bị ông chích. Anh em đụng quá người đứng nhẹp đi tao không sao. Đức ơi. Đức. Cái ngon không? Cái ngon anh. Cái ngon không? Ngon. Tôi quay đây coi. Ngon nhưng mà em hơi cay cú. em nhìn thẳng mặt anh nè. Em nhìn thẳng vào mặt anh em nói chuyện nè. Cay quá. Cái này để